Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Kimotun. Ở clip hôm nay thì bên mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cái cách lắp đặt của cái bộ dây nguồn có điện áp là 24V để truyền về những cái dòng bi, để sử dụng những cái MB mà có giải điện áp là 12V. Thì ở đây thì các bác tài hay lựa chọn các cái giải pháp tăng sáng, nó chính là những cái MB Titan Black như ở đây mình có. Đó, Titan Black thì bên mình sẽ có hai dạng và được công ty GTR phân phối chính hãng các bác nhé. Thì ở đây thì em đang cầm trên tay nó là cái phiên bản giải màu là 6000K. Giải màu 6000K thì em này nó sẽ có cái phần đuôi gen như ở đây em đang cầm ở trên tay. Và cái phiên bản tiếp theo nó chính là cái phiên bản của em Titan Black có giải màu là 5000K. Thì em này sẽ được là bảo hành chính hãng là 1 năm và em 6000K này sẽ được bảo hành chính hãng là 2 năm. Và cái sự khác biệt lớn nhất của hai MB này nó chính là cái phần đuôi gen và cái giải màu. Và cái phần công suất của MB này thì nó sẽ là tương đương như nhau. Nó chỉ khác nhau về cái giải màu sắc ánh sáng đưa xuống mặt đường và cái phần gen ở đằng sau này. Đó, thì nếu mà bác nào thích lựa chọn cái giải màu 5000K để lắp cho những cái chiếc xe tải hoặc là những cái chiếc xe khách ấy, đi nó bám được, thì bên em cũng sẽ có những cái phần giải pháp tặng kèm cho các bác để các bác về có thể là lắp như zin. Là cái MB này nó sẽ không có cái đuôi ở đằng sau ở đây, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác là có những cái phần đuôi như thế này để về các bác có thể là lắp được như zin, không cần phải đục quét. Đó, thì khi các bác đặt hàng thì các bác lưu ý cho em cái phần đuôi gen ở đây. Đó, nếu như các bác muốn lắp zin thì các bác sẽ nói với em, thì bên em sẽ tặng kèm những cái phần đuôi gen như thế này, thì bên em sẽ có những cái phần đuôi gen rời như thế này để tặng kèm cho các bác. Đó, thì như ở đây em đang để ở đây có một cái phần đuôi gen rời như thế này, thì các bác về là sẽ tháo cái phần ốc ở đằng sau này. Đó, thì các bác lắp cái này vào thì nó sẽ ra thành cái con màu 6000K, là nó có sẵn cái phần đuôi như ở đây em đang cầm. Rồi, thì lý do em làm cái video này thì có rất nhiều các bác có đặt bên em các cái loại bi khác nhau để lắp lên những cái chiếc xe tải hoặc là những cái chiếc xe khách, đại loại là những cái chiếc xe mà sử dụng điện 24V cần phải chuyển về điện 12V để sử dụng những cái dòng bi này. Thì trên thị trường hiện nay thì phổ thông là sẽ có rất nhiều các cái dòng bi LED, bi laser hay bi xenon, đại loại là những MB đó nó hay sử dụng điện là 12V. Thì cái giải pháp ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có một bộ chuyển điện như thế này. Thì đây là cái cục inverter chuyển điện từ 24 về 12. Và bên em thì đã bấm sẵn cho các bác những cái bộ dây nguồn như thế này rồi. Thì em đã ship đi rất là nhiều các bộ dây nguồn, và mỗi một lần em ship đi thì em lại rất là mất nhiều thời gian để hướng dẫn các bác sử dụng cái bộ dây này để gắn lên chiếc xe thân yêu của mình. Và ở video clip này thì cũng là đang nhân tiện em đang bấm một bộ để em ship đi cho khách, thì em sẽ quay lại cái video này để em hướng dẫn cho các bác. Thì các bác chỉ cần là làm theo là có thể là gắn được lên xe như zin rồi. Với tất cả cái phần dây rắc thì bên em đã làm một bộ như thế này, và bây giờ là em sẽ đi vào tiến hành chia sẻ hướng dẫn các bác cái cách để gắn lên chiếc xe thân yêu của mình. Trước tiên khi đi vào chia sẻ cái video này thì em sẽ giới thiệu khái quát qua cái bộ dây nguồn của bên em. Thì cái bộ dây nguồn của bên em thì nó sẽ là có hai đường cấp vào là chế độ âm dương. Và ở đây thì em đang mô phỏng một cái máy kích của em ở đây. Nó sẽ giống như cái bình ắc quy của em đang để là 28V. Thì nó cũng tương tự như trên xe của các bác, nó sẽ sử dụng là điện 24V đó. Thì ở đây nó sẽ có một dây âm và một dây dương, thì em đã gắn thẳng vào máy rồi. Và ở đây thì em đang sử dụng thêm hai cái đầu dây, để tí nữa em sẽ đấu nó vào cái đường chân H4 ở đây. Nó sẽ giả sử như là các bác đang bật chế độ pha cốt. Rồi, thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái cục inverter chuyển điện từ 24 về 12. Thì cái cục này thì bên em đã bấm hai cái rắc ngược chiều nhau, thì các bác sẽ không sợ cắm nhầm. Ở đây thì nó sẽ có hai đầu vào và hai đầu ra, thì em sẽ bấm hai đầu dây như thế này. Và tiếp theo thì ở đây là em sẽ có một cái đầu chân H4. Thì thường là những cái chiếc xe tải hoặc là những cái chiếc xe khách nó hay sử dụng cái chân H4. Đặc biệt là sẽ có một số xe mà sử dụng là chế độ cốt và chế độ pha riêng biệt, thì nó sẽ có chân khác nhau. Thì lúc đó thì khi các bác đặt hàng bên em thì các bác sẽ phải cung cấp cho em là cái xe của các bác nó thuộc chân gì. Thường là nó sẽ có chân H11 hoặc là chân H7. Đó, thì các bác cung cấp cho em thì bên em sẽ bấm giống như thế. Còn hiện tại ở trên video thì em chỉ làm cái video về cái chân H4 ở đây. Thì phần đa là các xe trên thị trường nó sẽ là sử dụng chân H4. Và ở đây thì bên em sẽ có thêm một cái cọng dây như thế này. Ở đây nó sẽ có hai đầu, một đầu màu vàng, một đầu màu đỏ. Một đầu màu vàng, một đầu màu đỏ này thì chúng ta sẽ đấu lên cái dây măng tét ở trên xe, hay còn gọi là cái dây đề mi ở trên xe của các bác, để chúng ta có thể là sử dụng cái chế độ đề mi và chế độ mắt quỷ ở cái vòng thiên thần ở đây. Đây là vòng thiên thần và đây là vòng mắt quỷ. Rồi, thì các bác chỉ cần đấu hai cái dây đỏ vàng ở đây và dây đề mi, thì chúng ta chỉ cần bật công tắc ở trên công tắc chính của chúng ta, bật nấc 1 thì là cái phần mắt quỷ và cái phần chụp xi ở kia nó có cái vòng thiên thần thì nó sẽ sáng theo. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tiếp về cái đầu dây. Đầu dây thì chúng ta sẽ có hai đầu dây, một đầu bên trái, một đầu bên phải. Thì ở đây là em đang để hai đầu ở đây. Đó, thì cái đầu dây ở đây thì bên em sẽ bấm luôn luôn sẽ có 3-4 cái rắc như thế này. Thì các bác có thể là tút cái phần dây này ra, thì các bác có thể nhìn thấy cái màu dây ở trong này. Thì ở đây bên em sẽ có hai dây đỏ, một dây vàng và một dây xanh. Một cái dây đỏ và ở bên dưới cạnh cái dây xanh. Dây đỏ bên dưới cạnh dây xanh ở đây, nó chính là dây cốt và dây mát. Dây đỏ này là dây lửa của cốt và dây xanh là dây mát. Và tiếp theo ở trên này nó sẽ có một dây đỏ cạnh dây vàng. Cái dây đỏ này sẽ là dây dương để chúng ta có thể cấp điện cho cái vòng mắt quỷ cũng như là cái vòng thiên thần cho nó sáng. Và cái dây màu vàng ở đây thì bên em quy định nó là cái chế độ pha, dây dương của chế độ pha. Bây giờ là em sẽ tiếp tục đi chia sẻ đến cái phần bi Titan Black hoặc là các loại bi khác. Nói chung thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là bấm rắc cốt sẵn rồi, các bác về chỉ việc lắp lên xe. Và đây giới thiệu với các bác là cái cấu hình của một bác này đặt là một MB Titan Black có nhiệt màu là 6000K. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là bên em sẽ bấm sẵn rắc cốt như thế này nhá.
Còn nguyên bản của nhà sản xuất đưa ra thì nó sẽ chỉ có 4 cái đầu dây như thế này nó thò ra thôi. Thì về các bác sẽ không có rắc cốt để các bác bấm thì nó cũng hơi khó khăn. Rồi thì em sẽ chia sẻ tiếp về MB này. Thì MB này thì bên em sẽ bấm cho các bác các cái đầu rắc cốt. Thì ở đây là em sẽ để chờ cho các bác một lỗ ở đây. Thì nó sẽ là vào cái vòng thiên thần cũng như là cái mắt quỷ của chúng ta ở đây. Đây là vòng thiên thần và đây là mắt quỷ. Thì em sẽ để chờ cho các bác một lỗ để các bác về, các bác chỉ cần cắm rắc vào đây. Và ở đây thì em sẽ bấm nó có một cái dây mát nó thò ra. Cái dây mát nó thò ra như này thì các bác sẽ đấu nó vào cái dây mát là cái dây màu đen của cái vòng thiên thần hoặc cái vòng mắt quỷ. Thì ở đây nó sẽ có cái dây đỏ, dây đen. Đó. Thì các bác sẽ gắn dây đen, và dây đen là sẽ là dây mát, dây đỏ thì nó sẽ là cái dây đỏ ở trên bộ dây của em rồi. Thì ở đây thì em sẽ để dành cho các bác một chân ở đây. Dây đen thì các bác cắm vào đây. Thì khi em bấm như thế này thì các bác khi mà sẽ lùa vào những cái chiếc file của mình ấy, sẽ không vặn được ốc như thế này đúng không ạ? Thì bên em sẽ bấm thêm cho các bác một cái rắc ở đây. Đó, bình thường khi các bác muốn đút qua cái lỗ pha đèn của các bác ấy, thì các bác rút cái rắc này ra cho em. Thì các bác lùa qua. Sau khi lùa qua rồi thì các bác sẽ cố định lên trên xe của mình bằng những cái con ốc kèm theo ở trong cái bộ bi của các bác. Thì nó sẽ được tặng kèm một bộ ốc như thế này. Ở đây nó sẽ là có một cái núm cao su này các bác. Cái núm cao su này để làm gì? Thì chúng ta sẽ cho vào đây. Cái này nó sẽ tránh gây xước cho cái chóa đèn của các bác. Và cái núm cao su này nó sẽ có chiều cao đều thấp. Đó, chiều này mỏng này. Và bên này dày. Thì cái bên mỏng bên dày này thì các bác sẽ lắp cho em là cái bên mỏng này hướng lên trên và bên dày nó sẽ ở bên dưới. Thì khi lắp như thế thì cái bi của các bác nó sẽ không bị cắm đầu xuống mà nó sẽ vuông ngắn ngay ngắn như thế này. Hoặc là nó hơi ngọng lên một xíu thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Còn khi các bác mà lắp mà cái chiều mỏng này, đó, bên này mỏng này, bên này dày mà nó quay xuống dưới như thế này thì cái bi nó sẽ bị cắm đầu xuống. Thì lúc đó thì các bác sẽ chỉnh nó rất là khó. Có khi là chỉnh hết con ốc rồi mà nó cũng không cao được cái bi lên, nó không đủ cái tầm chiếu xa cho các bác có thể dễ quan sát được. Các bác lưu ý cái phần này cho em. Đó, các bác lắp vào như thế này, sau đó mình chụp vào pha. Rồi tiếp theo thì sau khi các bác xỏ con ốc qua rồi thì cái việc còn lại là chúng ta sẽ tìm những cái pad nó phù hợp với lại những cái chiếc xe của chúng ta. Thì thường là những cái chiếc xe của các bác thì nó sẽ hay có cái chân H4, thì đây sẽ là chân H4 các bác nhá. Nếu mà chân 9905 thì nó sẽ là chân này. Đó, chân H7 thì nó sẽ là chân này. Nó sẽ tùy thuộc vào cái chóa đèn của xe các bác. Thì ví dụ như xe các bác là chân H4, ok. Thì bây giờ là các bác sẽ xỏ cái chân H4 này vào. Thì các bác sẽ lưu ý cho em là ở trên cái pad này nó sẽ có một cái G ở đây, chỗ tay em đang chỉ đây. Đó, nó sẽ có một cái G thì nó sẽ tương ứng lên là cái rãnh ở trên cái thân của cái phần gen của cái bi ở đây. Nó sẽ có hai rãnh ở đây để các bác sẽ căn chỉnh độ nghiêng hoặc là độ phẳng của cái bi, của cái đường cắt của cái bi đó. Rồi thì các bác chỉ cần lùa này như thế này vào. Đó. Thì cái phần này thì các bác sẽ lùa qua, để em đang làm video thì em sẽ chỉ gá ở đây thôi, ví dụ như thế này. Và sau đó là các bác sẽ cố định cái bi bằng cái con ốc như này để các bác vặn chặt vào. Thì em sẽ có một vài cái hình ảnh để em sẽ chèn vào cái video này cho các bác dễ hình dung. Rồi ok. Rồi, như vậy là cái phần bắt ốc này như này là xong rồi. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác kết nối cái bi này với lại cái bộ dây nguồn mà bên em đã bấm sẵn và cung cấp cho các bác. Rồi sau khi là các bác đã lắp xong cái bi vào trong cái chóa đèn của chúng ta, việc còn lại là chúng ta sẽ phải cắm dây. Thì cái dây này thì các bác sẽ để lên xe sao cho nó phù hợp với lại cái chiếc xe của mình. Thì các bác sẽ bắt cố định lên chiếc xe của chúng ta. Rồi thì ở đây là em giả sử đây sẽ là phần bi bên trái và đây sẽ là phần bi bên phải, thì nó sẽ là cái dây ở đây. Thì các bác chỉ việc là cắm rắc vào. Rồi thì ở đây thì em sẽ làm hai cái rắc như thế này, thì nó sẽ là đi rắc về. Thì các bác sẽ kết nối nó vào cái bộ inverter chuyển nguồn từ 24 về 12 như thế này là xong rồi. Và ở đây thì em sẽ sử dụng là hai cái đầu dây, ví dụ như là cái dây âm dương để cấp xuống bóng đèn zin của các bác đó. Thì cái phần bóng đèn zin của các bác khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ có một cái rắc như thế này, thì chúng ta sẽ cắm giả vào cái rắc đèn pha của các bác ở trên xe. Rồi thì ở đây nó sẽ có ba màu dây. Ở đây nó sẽ có dây màu xanh các bác nhé, dây màu đỏ ở giữa và dây màu vàng ở đây. Thì cái dây màu xanh ở đây thì bên em đang quy định nó chính là cái phần dây mát này. Cái dây màu đỏ ở giữa thì nó sẽ là cái dây chế độ cốt, và dây màu vàng ở phía bên trái tay em đang cầm ở đây nó chính là cái dây chế độ pha. Thì khi các bác nhìn về như thế này thì đây sẽ là chân pha và đây sẽ là chân cốt và đây sẽ là chân mát. Bây giờ em sẽ tiến hành thao tác là cấp điện cho cái bộ dây nguồn của chúng ta hoạt động. Thì ở đây là em sẽ đấu mát vào đây và đây sẽ là chế độ cốt. Đó, thì các bác thấy bi là sáng rồi. Và đây sẽ là chế độ pha. Đó. Thì khi chúng ta bật chế độ pha ở trong cái bi nó sẽ thay đổi chế độ, theo màn chập thì nó sẽ kêu tạch tạch. Chế độ cốt thì nó sẽ không kêu. Đó. Còn cái tiếng hơi tạch tạch nhỏ nhỏ chính là cái bộ rơ le ở trong này nó hoạt động các bác nhá. Tiếng kêu ở bi nó sẽ kêu rất là to. Đó. Chế độ cốt, chế độ pha. Và ở đây thì các bác có thể lắp đảo như thế này, nó cũng vẫn sáng. Đó. Ở đây thì nó không sáng, ở đây nó vẫn sáng. Hoặc là chúng ta đấu lên trên này thì bên này nó sáng. Đó. Thì cái bộ này thì các bác sẽ, nếu mà trên xe các bác nó bị ngược cái chân này thì các bác sẽ đảo cái dây mát về cái chân này cho em. Thì nó sẽ giống như thế này. Rồi ok. Và bây giờ là em sẽ chia sẻ thêm về cái phần rơ le nguồn ở đây. Thì rơ le nguồn bên em sẽ bấm cho các bác luôn luôn là sẽ có 3 phần rơ le. Ở đây em sẽ sử dụng rơ le điện DC 24V. Và công suất của em này sẽ là 40A các bác nhé. 24V và 40A. 24V và 40A này nó sẽ chịu được một cái dòng là 480W các bác nhé.
Và ở đây thì bên em đang sử dụng cái bộ inverter truyền điện từ 24 về 12. Ở đây thì bên em sẽ có hai mã, một mã là điện áp là 24 về 12 dòng 20A, một mã là điện áp từ 24 về 12 dòng 30A. Thì dòng 20A thì các bác có thể là nhân cho em như thế này, 20A thì các bác nhân với giải điện áp là 12V thì nó sẽ ra là 240W. 240W thì ở đây thì MB này nó chỉ có công suất là 50W trên một bi thôi, thì 2 bi thì nó sẽ công suất là 100W. Thì các bác có thể là lắp được hai cặp đèn như thế này vẫn là ok, nó vẫn chưa đạt đến cái mốc giới hạn là 240W. Và cái bộ mà 30A thì nó còn lắp được nhiều hơn thế nữa. Rồi, thì video clip của em đến đây thì cũng đã chia sẻ nó khá là kỹ về các cái vấn đề liên quan đến cái bộ bi cũng như là cái bộ dây nguồn bên em cung cấp cho các bác. Đó thì các bác có thể là làm theo cái video này của em. Và sẽ có thêm một xíu đôi điều nữa, thì khi các bác đặt hàng bên em ấy, thì cái chóa đèn của các bác, thì các bác nên chụp ảnh lại cái chóa đèn của các bác. Thì bên em sẽ nhìn cái phần chóa đèn đó, thì bên em sẽ tư vấn cho các bác là nên sử dụng những cái phần chụp xi như thế nào. Thì thường là em hay sử dụng cái phần chụp xi nó dạng hình tròn như này, thì bên trên nó sẽ có thêm cái vòng thiên thần ở đây. Thì vòng thiên thần nó sẽ chia ra làm hai loại, một loại là chỉ có màu trắng, một loại là trắng, và khi chúng ta xi nhan nó sẽ đá màu vàng rất là đẹp. Đó. Thì ở đây thì em sẽ có thêm cái phần chụp xi dạng hình như thế này. Thì em chụp xi này nó sẽ có hai màu, nó là màu trắng và màu vàng. Thì để phân biệt được cái màu trắng và màu vàng là gì thì ở đây nó sẽ có ba sợi này, một đỏ, một vàng và một đen. Thì cái dây vàng này chúng ta sẽ gắn nó vào dây của xi nhan ở trên xe các bác, thì khi chúng ta xi nhan thì cái em vòng này nó sẽ là màu vàng. Còn bình thường khi chúng ta bật chế độ đèn mi thì cái vòng này nó sẽ là màu trắng. Đó, thì ở cái vòng này thì các bác có thể phân biệt cho em những cái bộ dây như thế này để các bác sẽ không bị nhầm. Thì ở đây nó sẽ là dây một màu, cái vòng một màu thì nó sẽ chỉ có dây ba màu dây như này thôi, dây đỏ, dây đen và dây trắng. Rồi, ở đây thì em sẽ có một cái bộ này là dây trắng đá xi nhan vàng, thì nó sẽ có ba cái màu như thế này. Nó là màu đen, màu đỏ và màu vàng. Cái màu vàng này thì chúng ta sẽ bắt vào cái dây xi nhan ở trên xe của các bác như em đã nói rồi. Rồi, thì đây nó sẽ là cái vòng thiên thần ở ngoài cái phần chụp xi ở đây. Và tiếp theo thì ở đây em sẽ có những cái phần mắt quỷ như thế này. Những cái phần mắt quỷ ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều màu. Đi điển hình là thường là sẽ có màu đỏ này, màu xanh nước biển, màu trắng và màu xanh băng. Thì bên em hay ship cho các bác là nó sẽ là cái màu đỏ này. Thì cái màu đỏ này nó sẽ gắn vào ở bên trong cái bi của chúng ta ở đây, gắn ở bên trong này. Thì cái kính ở đây nó sẽ là màu đỏ, cộng với lại cái viền ở bên ngoài nó màu trắng thì nó sẽ lên cái tông màu cực kỳ là đẹp. Hoặc là chúng ta có thể là gắn những cái phần mắt quỷ đổi màu theo áp, thì cái đó thì nó sẽ cao cấp hơn một xíu và cái giá thành nó sẽ đội lên. Thì các bác có thể đặt hàng bên em, thì bên em sẽ tư vấn và set up cho các bác những cái bộ mà các bác ưng ý với cái tầm tiền các bác mong muốn, ngon lành bổ rẻ. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.